Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giai điệu xứ Đông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta vốn là đa sắc đa màu. Trong cuộc đời con người cũng vậy, cũng có lúc chúng ta buồn, vui hay trầm ngâm, giận dữ. Và một điều tuyệt vời là âm nhạc luôn luôn đi theo sát cuộc sống để phản ánh nó bằng những âm thanh. Chỉ trong một bộ môn nghệ thuật hát chèo thôi cũng đủ để thể hiện những tâm trạng hỉ nộ ái ố của con người. Và trong chương trình Giai điệu xứ Đông ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn điệu hát chèo Quân Tử Vô Dịch. Và người cùng trao đổi trò chuyện với chúng tôi ngày hôm nay đó là giảng viên Lê Thị Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Thực hành Biểu diễn và Trang trí Mỹ thuật Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hải Dương. Chị là giảng viên khoa kịch hát dân tộc. Và rất cảm ơn chị Vĩnh đã đến tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Và sau đây chúng ta cùng đến với điệu hát chèo Quân Tử Vô Dịch. Chô Long nàng ơi, tạm biệt nàng, ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư mã của tử thân, để ngày ngày nàng vẫn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiếp xin giữ lòng thiếp sáng mãi như tấm gương này, không mờ chút bụi. Em ơi, chấp kinh em phải biết tòng quyền. Anh ơi, em bước chân đi nguyện có hoàng. Vâng, trở lại cuộc trò chuyện của chúng ta thì chị Vĩnh thân mến, là có rất nhiều người thắc mắc về cái tên gọi, tại sao lại gọi là điệu Quân Tử Vô Dịch, chị giải thích thế nào ạ? Từ bao đời nay, nghệ thuật chèo đã đi vào tiềm thức của người Việt Nam, mà đặc biệt là người nông dân trong xã hội xưa. Nó như là một phần tất yếu của cuộc sống. Nó không chỉ đem lại cho người dân những tiếng cười hay những sự giải trí về tinh thần, mà nó còn là một sự trải nghiệm
về sự đời. Chính vì thế mà nghệ thuật chèo luôn mang trong mình những giá trị, những đặc điểm của xã hội và con người Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử. Dạ vâng, trở lại với câu hỏi, anh nói tại sao lại mang tên là quân tử vô dịch. À. Cho phép tôi xin được phân tích như sau. Quân tử ở đây có nghĩa là chỉ một đấng nam nhi, một đấng mày râu, hay nói cụ thể ra đó là một người chồng. Còn vua theo nghĩa của nó, đó là đi xa hoặc là vua quy. Trong cái từ vua quy phải không? Trong từ vua quy đúng rồi, dạ vâng ạ. Còn dịch, theo cách hiểu của tôi và cũng là theo nghĩa của từ dịch, thì đó là một sự đàm thoại hay là một lời nhắn nhủ, hay đó là một sự dặn dò, trao đổi, trò chuyện với nhau. Nhắn nhủ. Dạ vâng, đúng đấy anh ạ. Thế và từ cái ý nghĩa của bốn từ trên, quân tử vô dịch, thế và đặc biệt là trong nghệ thuật sân khấu chèo, thì những cái ca từ, lời văn thường được áp dụng từ những hình ảnh thực tế, như thể hiện cuộc sống thường nhật nhất của con người. Thế và từ đó cho đến nay thì các cụ ca từ xưa cũng như các nghệ nhân bao đời truyền lại và lấy tên luôn đó là quân tử vô dịch. Và cụ thể với cái làn điệu chèo quân tử vô dịch này thì ở trong ca từ, trong lời lẽ, ý tứ của câu văn, của lời hát thì muốn nói lên là gì? Trước một cái hoàn cảnh thể hiện sự chia ly, xa cách của Dương Lễ tiễn vợ, đó là nàng Châu Long đi nuôi bạn thay chồng. Thế và trích trong vở chèo cổ Lưu Bình Dương Lễ với một màn đó là Dương Lễ tiễn vợ đi nuôi bạn thay chồng ăn học. Thế thì trong cái lời lẽ của làn điệu cũng như ý tứ của trong câu văn thì rất là sâu sắc và tế nhị kín đáo. Ngoài cái tế nhị kín đáo đó ra thì có một cái chút muốn bộc bạch tâm sự và muốn giãi bày, nhắn nhủ. Đúng ạ, dạ. Muốn nhắn nhủ với người chồng và người chồng cũng muốn nhắn nhủ với người vợ. Thế thì dựa trên cái ca từ đó mà người ta lấy đúng đó anh ạ, làm tên gọi của làn điệu này. Bởi vì cái ca từ nó phản ánh thực tế của cuộc sống đời thường của con người, người lao động cũng như của nhân dân. Thế và từ đó cho đến nay thì lấy cái tựa đề đó là quân tử vô dịch. Ý là người chồng hoặc là người vợ nhắn nhủ, gửi những cái tâm trạng, gửi những cái nỗi niềm của mình đối với người vợ của mình. Mà ở đây là rõ ràng là đối với người vợ của mình đi nuôi bạn thay chồng. Hết sức là tế nhị và kín đáo và cũng rất là văn chương. Vâng, thưa chị Vĩnh thân mến, chị có thể phân tích cho khán giả xem là cái điệu quân tử vô dịch này thì trong chèo cổ hoặc là chèo mới thì nó thường xuất hiện ở cái lúc nào và nó mang tâm trạng gì của nhân vật không? Dạ vâng thưa anh, đối với làn điệu chèo cổ, trong chèo cổ đấy ạ, thì làn điệu này chúng ta biết rõ rồi, đó là một làn điệu mang tính chất trữ tình, rất trữ tình và thể hiện cái tình cảm buồn man mát, nhớ nhung, bịn dịn đúng không ạ? Và được hát với một cái tiết tấu chậm vừa. Thế thì về cái ca từ và cái hoàn cảnh sử dụng đối với làn điệu chèo cổ chúng ta đã nhìn thấy rõ. Nó khác biệt với chèo mới hay còn gọi là chèo hiện đại. Thì cái này tùy thuộc vào tác giả, vào cái sự khéo léo, vận dụng, viết lời, đưa những ca từ vào đó có thể muốn lột tả được cái cảnh tinh thần ngợi ca chẳng hạn. Đúng rồi, ca ngợi quê hương hay là ca ngợi về tình yêu đất nước con người. Thì cái đấy nó phụ thuộc vào cái lời văn, ca từ của người tác giả muốn viết lên. Thế thì đương nhiên nó sẽ khác với cái lời của trong làn điệu cổ. Bởi vì trong làn điệu cổ nó là thể hiện rõ rồi. Còn cái ca mới này với chèo mới thì đương nhiên chúng ta dựa vào cái lời văn của tác giả muốn viết gì. Thì đương nhiên cái người nghệ sĩ, đặc biệt cái người nghệ sĩ mà thể hiện làn điệu đó hay là ca khúc đó phải biết nghiên cứu lời văn, nghiên cứu ca từ, trong đó muốn nói lên cái gì thì ta thể hiện nó với một cái sự tinh thần nào. Đúng rồi, với một cái sự sắc hiểu thái. Biết. Sau đó thể hiện sắc thái tình cảm của trong cái điệu hát đó. Điệu hát đó, làn điệu đó. Đương nhiên nó sẽ có sự khác biệt đối với chèo cổ và chèo hiện đại. Còn khác biệt đến đâu thì tùy thuộc vào người ta muốn nhanh hay chậm, muốn vui tươi hay muốn rộn ràng thì đương nhiên nó còn phụ thuộc vào những yếu tố khác.
Dạ. Nhưng mà cái xuyên suốt là cái đặc trưng lớn nhất của cái làn điệu này là điệu buồn. Dạ, và đúng rồi. Buồn một cách man mát. Đúng rồi ạ. Rất là nhẹ nhàng, sâu lắng đó. Đúng rồi. Vâng. Và dứt khoát là cái làn điệu này chúng ta không thể hát một cách rất là vui tươi được. Dạ đúng rồi ạ. Đấy. Dạ. Mà dù là chèo mới hay là viết ngợi ca thì chúng ta cũng phải hát bằng cái sắc thái là nó hơi man mác và trữ tình, phải không ạ? Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, với cái cách phân tích của chị Vĩnh thì chúng ta cũng thấy được cái tính chất của làn điệu này như thế nào. Và chị Vĩnh thân mến, là cái làn điệu Quân Tử Vô Dịch thì thường là nó xuất hiện vào cái đoạn nào trong cái vở hoặc là cái tích trò? Đối với làn điệu Quân Tử Vô Dịch ấy, thì từ trước đến nay chắc hẳn rằng với bất kỳ một người dân Việt Nam nào cũng đã hiểu về chèo và đã xem về chèo thì không bao giờ thấy làn điệu này được sử dụng, cho dù đó là làn điệu lời mới hay lời cổ, trong đầu một vở diễn hay trong đầu một tích trò nào đó. Bởi vì cái làn điệu này nó tính chất như vậy rồi thì thường được các tác giả cũng như các nhà đạo diễn đưa cái làn điệu này vào giữa vở diễn hoặc là cuối vở diễn. Cuối của vở diễn, đúng rồi. Hoặc là một chương trình nào đó. Thường không xuất hiện ban đầu anh ạ. Bởi vì ban đầu thì chưa thể buồn đã thể hiện được cái tính chất như vậy, đúng không ạ? Dạ vâng, đấy. Đấy là cái chỉ có lúc khi mà diễn biến sự việc đến cái lúc mà phải chia ly, phải tâm sự hoặc là giải bày thì người ta mới đưa cái làn điệu này. Bởi vì thưa với anh, trong một vở diễn hay một hoạt cảnh hay một tích trò nào đó thường bao giờ phải có cái sự xuất hiện, xong rồi diễn biến sự việc, rồi đến xung đột, rồi đến cái cuối của vở diễn. Thế thì cái làn điệu này thường hay diễn vào giữa hoặc là cuối vở diễn. Vâng. Thưa chị Vĩnh, thế còn giai điệu tiết tấu của cái điệu hát này như thế nào? Với một cái giai điệu làn điệu này thì chúng ta đã biết rồi, cái giai điệu của cái làn điệu Quân Tử Vô Dịch này là thuộc thể loại trữ tình. Trữ tình, anh nên nhớ đó là trữ tình. Thế và cái tiết tấu ở trong làn điệu này thì không thể nhanh được. Chúng ta không thể hát nhanh được. Đúng rồi. Hát không thể hát nhanh được, và hát chậm quá thì cũng lại dè dà, và đúng không ạ? Nó khiến cho người nghe cảm giác là nó nặng nề. Nặng nề. Nó nặng nề, và ngược lại thì cái hiệu quả cũng như là cái sắc thái tình cảm đem lại cho người xem không đạt được không đạt cái gì mà mong muốn. Dạ vâng. Thế vì vậy là cái tính chất và giai điệu của làn điệu này thì hát cái tốc độ chậm vừa, tiết tấu với tốc độ chậm vừa. Vâng, và quan trọng là phải thể hiện được cái tình cảm êm ái, mượt mà, sâu lắng, êm dịu của nhân vật, phải không ạ? Dạ vâng. Trong chèo mới thì chúng ta được biết là các nhà soạn giả hay là các tác giả viết lời hay viết kịch thì thường rất là khéo léo và tinh tế trong việc viết lời và lời văn cho những ca khúc. Và đặc biệt cái sự tinh tế đó để nhằm truyền tải tất cả những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, như chẳng hạn như là lời hẹn hò, đính ước đấy, hoặc là một sự nhớ nhung, hồi tưởng về những gì đã qua thật êm đẹp, và hay một lời tự sự bộc bạch trải nghiệm lòng mình, muốn tự sự, muốn giãi bày tâm sự, nhắn nhủ đó, mà đấy, vâng, đúng rồi, muốn nhắn nhủ, thì những cái đó là sự khác biệt ở trong chèo mới. Các tác giả rất là tinh tế, và các tác giả sẽ sử dụng cái làn điệu này để truyền tải những điều đó, phải không ạ? Dạ, thế còn thưa chị, về kết cấu của một cái điệu Quân Tử Vô Dịch thì nó như thế nào ạ? Đối với làn điệu Quân Tử Vô Dịch thì thường có những câu nói vần hoặc câu nói thơ rồi mới vào hát. Thế và sau những câu nói vần, câu nói thơ đó thì điều bắt buộc là phải có hai câu vỉa. À. Dạ vâng. Hai câu vỉa này là nó thể hiện cái tính đặc trưng của làn điệu. Của làn điệu. Dạ vâng. Khi vỉa lên câu vỉa này thì đương nhiên khiến người nghe đã biết đó là làn điệu quân tử vô dịch. Dạ vâng. Thế và kết cấu của làn điệu Quân Tử Vô Dịch thì thường có hai câu thơ nói vần đấy. Dạ vâng. Thì thường câu đầu thường là 8 chữ. Và câu sau là 10 chữ. Dạ vâng, đúng rồi. Vâng. Đấy là câu vỉa. Là gieo vần, là câu vỉa. Vâng. Thế bây giờ chúng ta có thể thị phạm đi.
Em ơi, chấp kinh em phải biết tòng quyền ý. Anh ơi, em bước chân đi nguyện có hoàng minh tinh thiên. Vâng, rất hay ạ. Vâng. À, thế thì khi mà sau cái câu vỉa đấy rồi thì bắt đầu là vào điệu quân tử vô dịch. Vậy thì các cái chỗ hát được viết như thế nào ạ? Với làn điệu quân tử vô dịch thường là có 6 chỗ hát. Thế và chỗ mở đầu là gồm 18 ô nhịp. Ở chỗ thứ hai gồm 37 ô nhịp. Và chỗ 3 là gồm 51 ô nhịp. Chỗ 4 là gồm 37 ô nhịp. Chỗ 5 và chỗ 6 đều là 18 ô nhịp. Và đấy là kết cấu trong làn điệu quân tử vô dịch. Thế và trong mỗi một chỗ hát thường có những cái lưu không bốn từ chỗ nọ sang chỗ kia. À, từ chỗ nọ sang chỗ kia thì người ta dùng một lưu không bốn. Dạ, vâng. Thế thì từ chỗ nọ sang chỗ kia là được nối với nhau bằng lưu không bốn. Vậy thì chị Vĩnh thân mến, là tại sao cái điệu quân tử vô dịch lại cần thiết phải có nhiều chỗ hát đến như vậy? Đối với làn điệu cổ thì nó là như vậy, cụ thể nó gồm 6 chỗ hát như vậy. Thế nhưng nếu như với làn điệu chèo mới thì có thể họ viết ngắn đi hơn một chút. Ngắn đi, vâng. Và có thể thu gọn lại, có thể là 4 chỗ. À. Và điều quan trọng nữa là đối với từng tác giả, họ sử dụng, họ vận dụng vào đó ngắn hay nhiều tùy theo trong hoàn cảnh. Thế nhưng đối với làn điệu cổ thì bắt buộc là phải 6 điệu bởi vì sao? Hát. Bởi vì chúng ta được biết rằng trong cái làn điệu chèo cổ thể hiện được cái sự chia ly, chia tay của người vợ với người chồng, đúng không ạ? 6 chỗ hát này thì muốn người chồng muốn nói với người vợ điều gì, muốn dặn dò điều gì thì đương nhiên phải để cho người vợ cảm nhận, đúng không anh? Yeah. Người vợ phải cảm nhận được cái điều đó. Dạ vâng, em ghi nhớ. Yeah. Ví dụ như trở lại với làn điệu ở quân tử vô dịch được trích trong vở Lưu Bình Dương Lễ. Nè. Thì người chồng ở đây là dặn dò người vợ, đúng không? Nè. Em đi phải như thế này, em phải chịu bao nhiêu gian nan vất vả và cuộc sống vợ chồng mình đang hạnh phúc êm đềm. Nè. Một sự chia ly này anh không hề muốn, đúng không ạ? Nè. Thế nhưng người vợ thì đương nhiên vì nghĩa cao cả, đúng không ạ, của tình bạn keo sơn. Thế và đặc biệt đó là một người vợ thực sự là hết lòng vì chồng. Nè. Thương yêu chồng, và cái điều này người vợ cũng là sự chịu một cái sự hy sinh, đúng không ạ? Hy sinh rất lớn lao. Nè, đúng. Và được người chồng sau này ghi nhận. Một người phụ nữ phải nói là rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Thủy chung. Dạ vâng, thủy chung, son sắc và giữ trọn lời thề với chồng. Vâng. Và giữ điều đặc biệt nữa là trong cái làn điệu này muốn nói lên một cái thân phận người phụ nữ. Vâng. Và muốn giữ được cái sự trong sáng, khí tiết, đúng không? Khí tiết trắng trắng. Đối với người chồng, dạ vâng. Vâng. Thế thì cái làn điệu quân tử vô dịch với lời cổ là 6 chỗ, nhưng vì sao phải 6 chỗ? 6 chỗ đó muốn giải bày một sự lưu luyến hai vợ chồng, đúng không ạ? Này. Hai vợ chồng trước lúc chia tay, em ơi anh phải thế này và anh ơi thì em rất là thế này thế kia, đúng không? Vâng, và cái điệu hát quân tử vô dịch thường là để hát đôi, thành thử là người nam một chỗ, người nữ một chỗ. Dạ. Chính vì thế mà họ cũng đòi hỏi là phải có nhiều chỗ hát rồi. Thì mới truyền tải được và dễ bày được cái tâm trạng của họ trong vở diễn hoặc là trong cái hoạt cảnh nào đó. Dạ, phải không ạ? À? Chị Vĩnh thân mến, là với cái điệu quân tử vô dịch thì tôi thấy là nó cũng phức tạp đấy ạ. Thế còn yêu cầu đối với người hát và cái chất giọng của người hát thì như thế nào? Đối với những người đã tham gia hoạt động văn nghệ hay là cụ thể hơn là những người đã từng hát chèo thì đương nhiên là không thể không biết đến làn điệu này. Đó. Dạ vâng. Đây là một làn điệu thường được sử dụng trong tất cả mọi hoàn cảnh. Đó. Thế và nhiều người thể hiện được làn điệu này. Thế nhưng để thể hiện được hát làn điệu được này, hát được mà để lấy được tình cảm của khán giả đấy ạ. Dạ, thì vâng, không phải dễ mà. Là để lấy được tình cảm của khán giả thì đó là không phải là một điều đơn giản. Đó. Bởi vì sao? Người nghệ sĩ ngoài cái chất giọng mình đã có, cái chất giọng trời phú cho, đó, bẩm sinh của mình thì phải am tường về nội dung của làn điệu. Cần cái đấy là cái vốn có của một người nghệ sĩ hay một người diễn viên. Thế nhưng để thể hiện được nó thì phải hiểu được cái ca từ sâu sắc trong cái làn điệu đó. Thế và bên cạnh đó nữa thì cái người nghệ sĩ này phải biết cách lấy hơi được rồi thì phải biết cách nén hơi lại.
Và cái điều quan trọng nữa không thể thiếu, nhả chữ ra làm sao. Người nghệ sĩ lấy hơi rồi nén lại rồi, nhưng phải biết lấy chỗ nào anh ạ, lấy ở chỗ nào. Bởi vì sao? Trong cái làn điệu Quân Tử Vô Dịch thường là có những cái câu nọ móc xích đến câu kia, nó liên quan về ý nghĩa, về cấu tứ nhấn nhá, đúng rồi, của làn điệu, của câu hát. Nếu như người nghệ sĩ mà không nghiên cứu, không hiểu được thì đương nhiên tự dưng lấy hơi không đúng chỗ. Một cái điều lấy hơi không đúng chỗ ở đây thì đương nhiên nó sẽ ngắt cái ý văn của trong làn điệu. Và nó không phù hợp thì đương nhiên cái hiệu quả trong khi thể hiện ca khúc nó cũng không được cao. Và một cái điều quan trọng nữa là người nghệ sĩ đã hiểu được về ý tứ rồi, về lời văn rồi, là về biết cách lấy hơi rồi. Nhả thì cái điều quan trọng là nhả chữ. Nhả chữ ở đây trong nghệ thuật hát chèo, người ta yêu cầu là một người nghệ sĩ diễn viên cần phải tròn vành và rõ chữ, đúng không ạ? Cái điều này là điều tất yếu và điều cần thiết đối với một người nghệ sĩ. Thế thì làm thế nào để nhả được chữ, tròn vành và rõ chữ? Và bên cạnh đó nữa thì người nghệ sĩ lại phải làm sao thể hiện được cái sự mượt mà trong làn điệu này. Dạ vâng, mượt mà, tha thiết, uyển chuyển, và làm sao nó dây dứt lưu luyến, thể hiện được, nó chất chứa nhiều lắm anh ạ. Nó tựa như là ý tại ngôn ngoại trong thơ ấy ạ. Dạ vâng. Mà cái này là nói đến là điệu Quân Tử Vô Dịch thì người ta chú ý nhiều hơn tới giai điệu phải không ạ? Đúng rồi ạ. Cái giai điệu rất quan trọng, bởi lẽ là nếu như mà chúng ta không truyền tải đúng cái giai điệu của điệu hát thì nó sẽ không ra được cái tâm trạng của nhân vật. Không gây được ấn tượng đâu. Và bên cạnh đó không gây được ấn tượng cho người nghe anh ạ. Và cái điều nữa là cái đặc điểm của cái làn điệu này là thường là không có những nốt cao quá anh ạ. Nó cũng đều đều thôi. Có đều đều, nhưng quan trọng là người nghệ sĩ phải biết nhấn nhá. Và nhả chữ làm sao nó thực sự là sâu lắng. Và đúng chỗ, đúng lúc. Đấy là điều quan trọng. Chữ tình. Vâng. Còn với một người nghệ sĩ thì cần phải nghiên cứu trước khi cầm một lời hát hay một làn điệu cổ hay là một làn điệu mới, đúng không ạ? Phải nghiên cứu về ca từ. Nghiên cứu về ca từ rồi lại phải biết vận dụng và làm sao phải thể hiện được, toát được lên cái nội dung làn điệu đó muốn nói gì. Thì trong cái làn điệu Quân Tử Vô Dịch này thì người nghệ sĩ, tôi nghĩ rằng thể hiện được một cái làn điệu này thành công là một điều cũng không phải là dễ dàng. Không hề dễ dàng ạ. Trong này nó có một chút gì buồn, nhưng có một chút gì chất chứa bao tình yêu thương, và có một cái gì đó nó lưu luyến, nó bịn dị trước lúc đi xa. Thì thực sự ra người nghe, người nghệ sĩ thể hiện thành công là khiến người nghe cảm giác như sự việc đó diễn ra trước mắt. Thế thì trong quá trình biểu diễn, trong quá trình công tác, hoặc là trong quá trình đứng lớp rất là nhiều năm nay, thì cái điệu Quân Tử Vô Dịch này nó có gây khó khăn gì cho chị trong quá trình biểu diễn không? Đối với một người nghệ sĩ thì cũng như trong công việc giảng dạy của mình hay là đi biểu diễn, thì cái điều đầu tiên đó là phải giữ gìn sức khỏe cho mình. Đấy là điều cốt yếu nhất. Và người nghệ sĩ thì đương nhiên phải dùng đến cái họng của mình, đúng không ạ? Dùng cái họng của mình mà không bảo quản cái họng tốt đấy anh ạ, thì đương nhiên là sẽ khó hát không hay được. Đúng rồi, khó thể hiện được ca khúc theo ý của mình. Và đương nhiên cái thanh đới với một người nghệ sĩ thì có thể nói đó là một cái gì đó rất quý giá, cần phải giữ gìn. Đặc biệt là đối với nghệ sĩ phải không? Dạ vâng. Tôi chỉ rất ái ngại là nếu như sức khỏe không may rơi vào cái hôm đó tôi biểu diễn hoặc là tôi giảng dạy, thì đương nhiên là cái gì đó nó khiến tôi thiếu tự tin đi. Và đương nhiên là cái sự gì, những cái sự việc tôi đề ra, tôi mong muốn thì không đạt được. Sẽ không đạt được những gì mình mong muốn. Dạ vâng. Sẽ hơi buồn một chút phải không ạ? Đúng ạ. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, làn điệu chèo Quân Tử Vô Dịch là một làn điệu chèo rất là hay, trong chèo cổ cũng như chèo mới của các làn điệu chèo Việt Nam. Thể hiện được làn điệu chèo Quân Tử Vô Dịch không phải là đơn giản. Tuy nhiên chúng ta cũng không lo lắng quá trong việc mà tìm hiểu cũng như là chinh phục làn điệu chèo này. Làn điệu chèo Quân Tử Vô Dịch với khúc khi mà Dương Lễ tiễn vợ đi nuôi bạn thay chồng, thì nó đã trở thành một trích đoạn mẫu trong chèo cổ Việt Nam, và đến nay nó là bài giảng dành cho các trường nghệ thuật. Quý vị và các bạn thân mến,
chương trình của chúng tôi đến đây tạm dừng. Xin cảm ơn chị Lê Thị Vĩnh đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Chúng ta có thể xem lại chương trình trên Hải Dương TV. Một lần nữa chúng ta cùng thưởng thức làn điệu này. Chương trình đến đây khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt. Anh dắt tay em đi giữa mùa xuân ngập tràn nắng ấm, hoa cỏ cũng reo mừng đùa nhẹ bước chân, gió vô tình làm phương mái tóc xinh em e ấp, khiến nụ hoa cũng ngại ngùng khoe sắc thắm. Xuân e ấp thẹn thùng, gió xuân lay động cho